Đó tầng 1 mà anh chị thấy Sunny muốn đứng tới luôn nè. Nhà cửa ở tạm, người ta có cầu thang cuốn để người ta lên nhà thôi. Có thuê cũng lâu lắm rồi. Lúc trước thì ở đây là người ta kia bắt đầu là cũng ra đi. Đây là một cái khu dân cư mới thôi. Trời, nước nó đang thui vậy. Chị thấy không? Không có ai mua bán bên trong hết á, người ta cốt yếu bán bên ngoài thôi. Xin đi đoàn thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trên kênh Xin đi đoàn. Bây giờ thì khoảng 10 giờ ngày 28 tháng 3 2024. Xin đi đang đứng ở quận 8. Và trước mặt anh chị đó là chùa An Phú, còn gọi là chùa Ve Chai. Với video clip này Sunny sẽ đi con đường Phạm Hùng. Chúng ta sẽ một con đường đất đỏ ngày xưa, vào khoảng năm 80 mấy 90 đó. Bây giờ thì nó có con đường Phạm Hùng để về thẳng về nhà bà. Và nơi đó thì nó có chợ Phạm Thế Hiển, và Sunny sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn mảnh đất đó coi ngày hôm nay như thế nào. Đây là một cái mảnh đất cù lao năm xưa. Từ khi mà nối cầu Chánh Hưng và cầu Nguyễn Tri Phương nên ở đây thì nó sẽ sung túc hơn, bà con đi lại dễ dàng hơn. Ngày xưa muốn qua đây chúng ta phải đi qua cầu Già Bà để mà qua đây được, hoặc là cầu Chữ Y. Bây giờ mình đi để dễ dàng cập nhật hơn, chứ mà bây giờ đứng đây thì cũng khó nói vị trí. Sunny sẽ chạy từ từ để chia sẻ những hình ảnh của Sài Gòn. Những căn nhà này con đường nâng lên thì cái nhà nó giống như một cái hầm đó anh chị. Và đây là những cái mặt bằng cho thuê. Nói chứ buôn bán giờ khó khăn lắm, ta thuê cho thuê nhà thì nó hợp sâu với phía dưới. Ở đây buôn bán nhỏ thôi, buôn bán lớn là tiêu người dân lao động thôi. Ở quận 8 thì thấy còn nghèo lắm anh chị, những xóm hẻm nhà nhỏ nhỏ. Cái nhà đó tầng 1 mà anh chị thấy Sunny muốn đứng tới luôn nè. Rồi bây giờ chúng ta đi nha. 59 là bến xe quận 8, Lăng Gia Cả, ngã tư ga, đi tuốt ngã tư ga luôn. Trước mặt anh chị là cái hướng về với Đại Thế Giới. Anh chị thấy mé trái là có một cái thủy đài không? Đó là vị trí của Đại Thế Giới. Và cầu Nguyễn Tri Phương này nó mới làm lại sau này thôi. Và Sunny sẽ vòng dưới dạ cầu để quay lại nha anh chị ha. Đi về hướng thẳng là chúng ta về quận 5. Ngày xưa làm gì có. Rồi chúng ta quẹo ra bến Ba Đình, theo dòng kênh Tàu Hủ để chúng ta vòng lại. Con đường này thì họ mới giải tỏa và mở rộng cách đây khoảng một năm. Đó, nhà cửa đó đang đó, nhà cửa giải tỏa đó chị. Nhà cửa ở tạm, người ta có cầu thang cuốn để người ta lên nhà thôi. Ngày xưa là con đường quá nhỏ mà. Rồi, chúng ta quẹo. Mình dưới cầu Chữ Y mình quẹo lại. Ê, cầu Nguyễn Tri Phương, xin lỗi anh chị. Rồi đây là một cái xóm nhà sàn bên dòng kênh rạch Ù Cây, và những căn nhà nó còn ọp ẹp.
nhà toàn là những cái ván tôn ván rồi gấp ghép lại thôi, và nơi đây có chợ Ba Đình. Con đường chợ Ba Đình thì buổi sáng sớm là Sunny bữa nào sẽ cập nhật gửi anh chị. Chợ Ba Đình thì giống như một cái chợ quê thôi, người ta bán lọc chợ thì nó bán que à, người ta bán chủ yếu là ở trên con đường Ba Đình. Và hồi nãy là cái hình ảnh đầu tiên video clip là chùa Ve Chai nè. Ngày hôm nay thì chúng ta có một cây cầu mang tên là cầu Chánh Hưng, và con đường mà Sunny đang di chuyển có tên là Phạm Hùng. Nếu mà mé bên trái đó thì chúng ta về lò heo Chánh Hưng, bên phải là về chợ Sớm Củi. Và bây giờ mình sẽ lên cầu Chánh Hưng nha anh chị ha, bắt qua dòng kênh đôi. Cầu Chánh Hưng. Đây là một cây cầu cũng mới xây dựng sau này thôi. Ngày xưa mà bên chợ Phạm Thế Hiển mà muốn qua bên hướng quận 5 á, thì chúng ta phải đi tới cầu Nhị Thiên Đường. Lên cầu Nhị Thiên Đường là quẹo qua cầu Chà Bà mới tới quận 5. Bây giờ thì bà con bên đây thì cứ theo là cái cầu Chánh Hưng là mình đi thôi, thì nó cũng tiện lợi. Rồi đi qua cầu Chánh Hưng, cầu Nguyễn Duy Phương là tới quận 5. Chúng ta đi thẳng con đường này, một cái con đường đường đất đỏ và hai bên là ao hồ năm xưa để về cái hướng Nhà Bè, Bình Chánh rồi Nhà Bè. Ở đây đi đại lộ Nguyễn Văn Linh về Phú Mỹ Hưng cũng được. Vào những buổi chiều thì ở đây đông lắm, con đường này là kẹt xe, bây giờ kẹt xe. Và xa xa anh chị thấy có những cái khu dân cư mới đó, chung cư quá trời, và con đường này rất là nhộn nhịp trong cái việc buôn bán. Và đây là cũng là khu vực cơ quan hành chánh của bên cái hướng quận 8. Khi mà mình quẹo phải vô, mình quẹo phải là mình đi ra Phạm Thế Hiển anh chị ha. Trên đây đi lên thẳng là chúng ta sẽ luồn lách để chúng ta vào chợ Phạm Thế Hiển. Đây là những cái khu vực mà người ta cho thuê mướn, nhưng mà bây giờ thì nó mặt bằng cho đóng cửa cho thuê cũng lâu lắm rồi. Lúc trước thì ở đây là người ta chuyên buôn bán quần áo. Trung tâm thể dục thể thao quận 8. Đây. Khi mà nước lên đó anh chị, trời, cái trung tâm thể dục thể thao này á, thì nó ngập nước thấp quá so với mặt tiền đường. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nha anh chị ha.
thời tiết nắng nóng thì thấy ngon, cuộc sống vất vả quá, nhiều người ta giờ ta cũng vất vả quá chị. Trên đây thì có rất là nhiều cái địa điểm buôn bán, nào là xe gắn máy, nào là xe hơi, xe mới, xe cũ đều có. Khi mà đi sâu vào bên trong thì có những cái hẹp xóm trọ, đa số ở đây thì người dân người ta buôn bán, người ta lên Sài Gòn người ta buôn bán, và khu vực này cũng đang giải tỏa để mở rộng đường. Chính vì giải tỏa vậy mở rộng thì một số nhà thì còn họ còn cái đất nhiều anh chị, thì họ lôi ra mặt tiền mà buôn bán đó, nó thuận lợi. Còn không á thì mất nhà và đi tới nơi khác. Mình đi ngang qua Tạ Quang Bủ, một con đường hai số phận. Rồi đi một đoạn tới đây thôi. Rồi Sunny sẽ quay lại nha. Quay lại để chúng ta đi về chợ Phạm Thế Hiển. Cái câu này tưng bừng khai trương mà Sunny đi á, Sunny rất là sợ cái câu này. Tưng bừng khai trương, khai giảng các lớp đầu năm ngoại ngữ thần đồng. Nói chứ học ngoại ngữ rất là tốt, nhưng mà phải lựa đúng cái trường học. Apollo Việt Mỹ hoặc là IMIT, trung tâm nào uy tín. Chứ bây giờ mà cứ đăng ký con đi học rồi xong đến lúc nào bùm cái là con mình coi như là không có chỗ học luôn, giống như là cái vụ vừa người cá mập đó, cá mập Thủy bị bắt rồi đó, cũng là trường Anh Văn đó. Ngày xưa thì ngồi ở trên ghế sofa tư vấn người này tư vấn người kia, giải pháp kinh doanh, nhưng mà khi mà đến phiên mình coi là mình đuối luôn. Đâu phải làm ăn bây giờ đó, tài năng cũng có sự may mắn nữa. Cái vụ cá mập đó, cá mập bị nướng rồi, bao nhiêu người đóng tiền vào cái trung tâm thành ngữ đó. Rồi chúng ta quẹo lại, nói với thời buổi này thì lùa gà dữ lắm anh chị. Người ta lùa đó, người ta đăng cái này đăng cái kia, ta vẽ cái bánh cho thật đẹp, rồi người ta cho phần trăm thật cao, và con người mình mà ai càng chẳng muốn là có tiền nhiều, thế là lòng tham nổi lên, thế là bể trận. Ai ai cũng đổ tiền cho đó, ta lùa mớ rồi xong tao bỏ ta đi. Khu vực này đã giải tỏa và đang làm một cái con đường. Và đối với khu vực này chợ tự phát nhiều lắm. Ở đây cũng là một cái chợ tự phát. Và đây giáo xứ Nam Hải là gì? Nhà thờ giáo xứ Nam Hải. Và ở đây thì một số mặt bằng giải tỏa, bà con phải sửa nhà lại và bắt đầu treo bảng cho thuê. Đây
những cái bạn cầm đồ dời về. Người ta ở đây ta mở rộng đường và tương lai những cái nhà kia bắt đầu là cũng ra đi. Kinh doanh Bá Hùng. Rồi chúng ta quẹo vào một cái hẻm này. Đây là một ngày xưa là một cái chợ tự phát. Sau khi làm con đường là sau này rất là lớn nè, đi cũng rất là dễ dàng. Bà con hai bên thì cũng sửa sang lại nhà cửa và có một số người này người ta vẫn buôn bán dọc theo con đường này. Và đây là con đường mới. Cách đây trước Tết vài tháng thì Sunny có chia sẻ thì lúc đó là nó chưa được trải nhựa, nó lầy lội, nhưng mà bây giờ chúng ta có một con đường mới và có một cái khu dân cư mới. Sau khi nhận tiền đền bù thế là họ bắt đầu xây sửa lại cái mặt tiền hoặc là cái giá đứt lên, người ta bắt đầu là người ta bán là người mới về rồi xây lên, và từ từ đó hàng loạt những cái bảng là cho thuê. Con đường này đẹp quá. Đây là một cái khu dân cư mới thôi. Ngày xưa là cánh đồng diều, anh chị nhớ là có một cái cánh đồng diều quận 8 ở khu vực này nè anh chị. Những cột điện này thì mới lắp thôi, chưa có bắt đèn, và người ta chuẩn bị làm lề đường. Những cái điểm quán ăn quán nhậu này thì bắt đầu nó cũng bị ảnh hưởng cái công trình, nên buổi tối vắng lắm. Massage xông hơi thì không biết có đông hay không, tại vì Sunny không có tham khảo má la vợ la nên không có tham khảo. Đây là con đường Tạ Quang Bủ anh chị, và Sunny sẽ đi dọc con đường này để tìm một cái hẻm, và từ cái hẻm đó chúng ta sẽ đi ra con đường Phạm Thế Hiển, chợ Phạm Thế Hiển. Thì đối với con đường Tạ Quang Bủ này, nó rất kéo rất là dài, nó dài tới ngay chỗ đình Bình Đông và nó kéo dài đến ngay chỗ gần chợ Rạch Ông, cầu Chữ Y. Cứ đi thẳng anh chị. Xin ý ví là một con đường hai số phận, mà một bên đây thì cái khu dân cư mới nên người ta xây dựng nhà lầu khang trang lắm, những cái chung cư, và cứ đi sâu vào ở những cái chung cư phía sau á, thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái xóm lao động nghèo, những cái khu nhà trọ, nó giống như một cái khu, xin ý phải dùng cái từ là ổ chuột, mang đi theo một cái dòng kênh rác không đặc quánh. Rồi xin đi quẹo trái nha,
quẹo trái này thì chúng ta đi ra Phạm Thế Hiển đó chị. Đi thẳng là Tạ Quang Bửu để ra chợ Rạch Ông, cầu Chữ Y. Và đây là con đường cao lỗ. Con đường này cũng được mở rộng. Ngày xưa mé bên phải đó là một cái mảnh đất trống và có một cái ao câu cá giải trí. Và nơi đây người dân quận 8 gọi là cánh đồng diều đấy. Nếu mà đi thẳng qua cầu cao lỗ để chúng ta về với lại con đường Phạm Thế Hiển. Và đâu đâu đây thì có một con hẻm. Sunny sẽ đi vào hẻm nha. Hình như hẻm này thì phải. Hẻm nào đây? Hẻm này. Đây con hẻm này. Chúng ta sẽ lòn con hẻm qua một cái khu lao động để chúng ta tới chợ. Những con hẻm này buổi ban ngày đi nó dễ hơn, còn buổi tối là đi lạc, có những con hẻm cục. Sớm trọ nhiều lắm, sớm nhà trọ nhiều lắm. Đang thui à, chị thấy không? Đó, cuộc sống nước này đang thui à, nhà sàn tạm bợ nước đen. Đặc. Nước đặc quánh luôn á, hình như quẹo trái thì phải, không rồi, quẹo trái ra chợ. Đó, chúng ta phát hiện ra cái chợ rồi ta, chúng ta buôn bán dọc trên con đường. Cứ ở đâu mà có dân thì người sống là người ta cứ buôn bán. Ô nhiễm nặng lắm, khu vực này nó ô nhiễm ghê quá. Nói chứ gặp như Cindy thôi, đặt cương vị mình chứ họ không có nhà phải ở là như sao vậy. Biết là độc hại nhưng mà phải ở thôi. Đó, đây là cái chợ, một con đường đào cam mọc. Đây là một cái con đường, một cái khu dân cư mới sau này thôi. Thì con đường này đáng lẽ là ngày xưa thì không bán đâu anh chị. Khoảng 6-7 năm đó, bắt đầu tự nhiên nó hình thành. Một người bán được, hai người bán được riết. Bây giờ nó trở thành một cái chợ luôn. Và từ đó nó dẫn tới cái chợ Phạm Thế Hiển. Trời ơi, trong lòng chợ nó cũng vắng, vắng lắm. Chợ này nó nhóm, họ nhóm vào buổi sáng và buổi chiều. Sunny đang đi hướng về lòng chợ. Người ta bán cứ dọc trên con đường này. Đây là con đường nha anh chị ha. Rồi,
đây là cái chung cư. Chung cư này thì nó xây giống như chung cư Nguyễn Thiện Thục anh chị. Chung cư Minh Mạng Nguyễn Thiện Thục đó. Quẹo vào cái lòng chờ. Chúng ta đi vào cái lòng chờ, đây là phía sau chợ này. Sunny có thực hiện cái video clip rồi, không có ai mua bán bên trong hết á, người ta cốt yếu bán bên ngoài thôi. Đây là con đường Phạm Thế Hiển đây. Ở bên kia là một cái xóm cũng là hẻm hóc. Xong đi sâu sâu thì nó ra dòng kênh đôi. Đây, cái chợ Phạm Thế Hiển chia sẻ với anh chị. Bà con buôn bán thì nói chung là cũng phải bán thôi chứ cũng không có khách gì đâu. Thì anh chị thấy những căn nhà cũng không được xây sửa gì anh chị ha. Họ cứ sống như thế. Rồi, có những cái dự án treo. Khi nào mà đền bù thì bắt đầu họ đi. Xin đi thấy có một con cái hẻm. Để xin đi đi coi. Ra dòng kênh không biết là đi được hay không. Hẻm lô 22, 23. Ở đây rồi có dừa vật liệu xây dựng đó, cái nhà sàn phía trước mặt bên anh chị đó là bến Nguyễn Duy đó. Ở đây người ta tương lai người ta làm cái bờ kè. Lên vật liệu xây dựng đó. Mình đi. Đây bạn vật liệu xây dựng. Nó có đây là chữ hẻm lô, có thể là ngày xưa là người ta giống như là khu tái định cư vậy đó, hẻm lô không à. Hôm nào Sunny sẽ khám phá cái hẻm lô này sau ha. Và tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui thực hiện cái video clip này để chia sẻ với anh chị khu vực quận 8 ngày hôm nay như thế nào, những con đường giải tỏa được làm mới, những căn nhà coi như là xây sửa và cũng có những con căn nhà ốp ẹp, và cái chợ cảnh buồn cái chợ và không khí đường phố ở quận 8. Đây là cầu Chánh Hưng. Và Sunny cũng khép lại video clip này. Nếu mà đi thẳng là chúng ta về sớm đào Phạm Thế Hiển.
Bye bye, hẹn gặp lại trong video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.